Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quyết Hành. Và ngày hôm nay chúng ta có một cái thử thách rất là hay ho. Đừng làm cái nút nó tức giận, hiểu không? Em mà làm cái nút nó tức giận là nó sẽ đưa ra rất nhiều thử thách để tròn. Và em phải vượt qua nó mới tha cho em nữa. Hôm trước vừa mới tìm nút mà. Thì hôm nay chúng ta sẽ gọi là một kiểu nút khác. Bấm nút chứ không còn phải tìm nút nữa. Nhưng mà đừng làm nó tức giận. Nó đang rất là vui đấy. Chấp nhận thử thách. Ok, và đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và hãy xem quảng cáo nha. Đúng rồi, các bạn cũng phải bấm nút đấy nhá. Còn việc vào cái luôn. Rồi, tụi mình đã có mặt đây này, cái nút đó này. Nó đang rất là vui, bây giờ bấm phát nó tức giận. Ôi, con chó nhảy kìa. Chó? Chó nhảy múa. Tèn tèn tèn, mình cũng nhảy đi, mình cũng nhảy, mình lấy xu. Đây, nhảy lấy xu à? Nhảy. Mình lấy xu, em vừa lấy được nhiều xu lắm. Tèn 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 tèn. Tèn 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 tèn. Nó lại vui, nó lại. Ôi, thế nào đây? Ông thấy anh thấy bay đằng kia luôn, anh vừa làm nó tức giận đâu cả. Ôi, chết rồi. Bánh taco đang rơi, hãy cẩn thận các bạn ơi. Đừng để bánh rơi vào người. Vừa nói xong rơi vào người anh luôn. Lại rơi vào người em của sao? Chắc là không phải rơi vào người em mà. Có gì đấy sai sai. Làm cái nút tức giận này, đừng để bị bắt. Ôi, chạy đi, chắc lại có bàn tay là con cá sấu nó đuổi mình ấy mà. Biết thừa. Bàn tay ốc ạ, bàn tay đuổi chúng ta, chạy đi. Không là bị tóm đó. Em đang chạy đây, chúng ta sẽ finish vòng này anh ơi. Yên tâm đi, anh sẽ chiến thắng. Không bao giờ là người thua cuộc luôn. Yes. Yeah. Yeah, anh thắng rồi ông ơi. Anh có xu nào chưa? Anh có nhiều xu thế. Ui, đừng bao giờ khinh thường khác, khoảng 470 xu. Em còn mơ đấy, hơn 200 xu thôi. Ok, cái nút bấm nó tức giận này, nhảy nhanh. Nhảy nhanh. Nhảy đi. Chết rồi, nhảy sớm quá. Hai đứa mình thua lòi mắt ra. Nó bảo nhảy nhanh là mình nhảy nhanh thật, đáng lẽ mình phải bình tĩnh một tí các bạn ơi. Nó lừa mình, các bạn nó bảo nhảy nhanh nhưng mà mình nhảy bình tĩnh, nhảy chậm thôi thì là mình chiến thắng. Đáng lẽ là chỉ có nhảy chậm thôi. Đây này, thua hết rồi, có ai thắng đâu mà. Tại vì bị lừa đó. Bị lừa kìa, các bạn nhìn xuống dưới có thấy ai đâu. Ôi giời ơi. Cho tôi xuống, cho tôi xuống, tôi muốn chơi tiếp. Đây rồi. Tức giận nè. Động đất, động đất à. Không phải, bây giờ chúng ta phải nhảy lên. Em đang ăn su. Ăn su à, đây. Xem anh như này. Động đất quá, đau đầu quá. Chóng mặt quá. Đấy. Hết rồi hả? Hết rồi. Không có động đất ạ. Bấm nè. Gì đấy? Thử thách ông ơi, chạy tốc độ. Thử thách chạy nhanh. Tôi đến đây. Đây là sở trường của mình thôi. Đập mặt vào đây kìa rồi. Sở trường à? Ông sở trường thua luôn. Không ai thắng luôn. Không ai thắng. Quá khó. Không phải quá khó mà chúng ta phải cẩn thận hơn các bạn ạ. Anh đập mặt vào tường luôn như đứa không bình thường, ngu người luôn các bạn. Em cũng đập mặt vào tường. Chết ngay ở cái nghiêng thứ hai nè. Quá trời rồi. Ok, ô bạn ấy đu lên đu xuống trông buồn cười này. Ủa sao lại hy sinh hết một lượt đấy? What the hell? Rồi bấm vào cái nút tức giận bấm nè. Cái gì đấy? Người ngoài hành tinh bắt rồi ông ơi, lại bị người ngoài hành tinh bắt. Ôi trời ơi. Sao thế? Ông ở bên ngoài nhưng ông vẫn bị bay lên. Đúng rồi. Rồi trời ơi, xong rồi. Đứa nào bấm đỉnh bấm tớ chẳng bấm nữa đâu. Đừng để bức tường bị bắt là sao? Đừng để bức tường nghiền nát. Ủa. Rồi chưa kịp hiểu chuyện xảy ra. Rồi chạy thế nào được? Kìa, nó ép vào như kia, chạy một niềm tin à các bạn. Bấm cái nút nè. Động đất, tranh thủ lấy xu. Động đất à, không phải. Đấy là mình đi nhặt xu. Rồi bấm nè. Không, tôi không bấm. Đi mà bấm. Anh bấm luôn. Bấm vào. Nhảy đi ông ơi. Ôi giời ơi. Giật. Màn hình giật các bạn ơi. Màn hình giật là... Nó giật. Không, em nhảy hai lần rất mượt nha. Anh nhảy cẩn thận hơn là anh thắng rồi các bạn ạ. Chẳng qua là anh chủ quan thôi. Màn hình nó giật nha. Còn mấy bạn đây rồi. Bấm vào cái nút. Đứa nào bấm đi, tôi không bấm đâu. Anh bấm, nhìn vào đầu của bạn. Cái đầu to. Đầu to nhưng mà ốc bằng quả nho. Đó chính là ốc đó. Đó chính là mê quý thầy. Ốc tự nói ốc đầu to, ốc bằng quả nho. Bấm nữa vào cái nút nè. Sóng thần leo lên trên nóc nhà bắt con gà đây ông sóng thần bây giờ. Chỉ như sóng thần tới rồi kìa các bạn ơi, các bạn thấy sóng thần không? Mình đang đứng trên cao nè, mình chẳng sợ sóng thần đâu. Anh cũng lên nóc nhà rồi, sóng thần không làm gì được anh. Bạn kia còn bay cầm quả bóng bay bay lên bầu trời luôn. Xịn thật. Bạn ấy có đồ.
Ông ơi, đầu, em, đầu em to như cái đầu anh. Cái gì vậy? Anh sinh con rồi. Để... Ok, làm nó tức giận này. À, Bê Quý Thành này. À. Người ngoài tinh bắt Bê Quý Thành luôn. Sao không bắt mọi người đi, bắt mỗi Bê Quý Thành đẹp trai, rụng cả tóc ra rồi. Sao mình cũng chết? Rồi, bấm vào cái nút cho nó tức giận. À, lại sóng thần các bạn ơi. Sóng thần, sóng thần. Tôi sẽ lên trước ăn su, ăn su, ăn su. Ui dồi, ăn su mệt nghỉ luôn. Ăn... Ơ kìa, Bê Quý Thành đẩy mình các bạn ơi, Bê Quý Thành bị hãm hại. Ôi trời ơi, sóng thần kìa. Định hãm hại mình ư, đừng có mà trêu. Yes, chiến thắng sóng thần rồi, nhảy xuống sóng thần xem nào. Đúng là Bê Quý Thành đầu to bằng quả nho thật. Quá chuẩn luôn. Cay đấy, giờ nhảy xuống các bạn phải bơi được chứ. Ok, đến giữa, đứng vào giữa. Thắng rồi. Thắng rồi. Bấm vào cái nút cho nó tức giận này. Lại người ngoài hành tinh bắt. Cay thế nhỉ. À, có hai đứa bị bắt rồi. Bye bye. Về sao hỏa mà sống. Cày thật các bạn ạ. Ai còn bị bay ngoài vũ trụ luôn. Mình bấm nút. Là gì là gì? Không hiểu vì sao anh thua luôn các bạn ạ. Anh bị bay ra ngoài thế giới luôn. Em vẫn đang chơi. Game ảo thế đấy các bạn ạ. Em vẫn đang chơi. Đừng làm. Em nghỉ chơi rồi. Em thua luôn. Em vẫn đang chơi. Tưởng gáy được một lúc các bạn. Gáy tuổi gì sánh vai, ok fine. Rồi, bấm vào cái nút đừng bảo người ngoài tinh nữa nhá. Hả? Đi. Hit the middle. À. Ôi, nhảy vào giữa mấy tháng, thua rồi. Rồi, thua hết các bạn ạ. Nó quá hên xui đi. Không hên xui lắm. Nhưng mà mình chủ quan các bạn đây. Ai bấm đi, tôi không bấm đâu, bấm vào người ngoài hành tinh chết tôi. Thành khóa học, ấy dễ ợt đi, đi. Quá ngay. Lần này mà ốc mà hy sinh thì ốc quá gà. Ủa? Ôi trời ơi. Ủa. Anh chạm vào cái đầu đỏ lúc nào đấy chỉ. Yeah, finish the course. Yeah. Cày thật các bạn ạ, game ảo. Bê Quý Thành làm gì biết chơi các bạn ạ. À, Bê Quý Thành chơi cực hay chứ. Nhưng mà thế nào rõ ràng cái tay mình ở bên kia mà nó để cho mình hy sinh. Rồi xong. Rồi, lên để. Get to the top. Đi lên trên đỉnh thôi. Đứa nào câu của mình đây nhở. Wow. Lava. Không đi được. À, Bê Quý Thành chết tôi. Lêu. Ủa sao anh mắt không đi được. Rồi sao? Lava dâng lên. Lava dâng lên rồi đấy. Mình cay cũng chết thế. Thôi. Chẳng qua là mình chết toi sau Bê Quý Thành một tí. Các bạn ơi không? Anh đi lên một người cứ đập. Bạn nào bấm đi. Anh nghĩ là có người ngoài hành tinh. Leo ok, lên leo lên đây. Đây là leo bình thường rồi. Lúc lẫy leo không được. Oh, có một bạn đu lên tận nóc luôn. Ừ, bạn này có. Ô, lava dâng nè. Lava dâng và nướng chín Bê Quý Thành. Ủa sao ốc đi nhanh thế? Yes! Yeah, thắng rồi. Để tôi bấm cho. Tôi bấm nút nè. Finish the course. Trời ơi, cái này cho Bê Quý Thành chơi. Bê Quý Thành lần này làm phát ăn luôn các bạn. Ăn thế nào được? Thắng chưa? 10 điểm. Chết này. 10 điểm. Đồ ngu. 10 điểm à? 10 trên 100 mà. Ai 10 điểm thì ốc mày 10 này. Ốc làm quen bạn mới. Ôi chào bạn Phương, bạn P Nguyễn ơi, Bê Quý Thành chơi ngu lắm. À con chó này. Con chó nó bảo là ôi Bê Quý Thành chơi mắc cười quá, mình phải lắc cái mông như thế này này. Con chó ấy a đồ con chó. Nhảy cái gì đây? Ôi nó mỏng dính các bạn ạ. Trời Bê Quý Thành ơi, 30 chưa phải là Tết đâu. Đúng. Rồi. Get the button là gì? Nhận bottom. Nhận được trên cái nút ở. À đứng trên. À đứng trên cái nút kiểu lava nó ấy. Chưa kịp lại hiểu cái gì thì teo đời luôn. Gì ấy? Big Rainbow Slide. Đường trượt cầu vồng khổng lồ. Ủa, ô à sao anh ở dưới này luôn rồi. Anh đi bộ chứ trượt cái gì đâu. Ừ. Ôi kéo bạn kia móc cái đầu bạn kia kéo. Bạn kia hài thật đấy các bạn ạ. Mấy bạn chạy nhanh thế, mình chạy không có kịp, mình thua rồi. Chưa thua. Ôi, anh mắc vào cái nút rồi, kéo tôi ra. đi các bạn. Rồi đấy. Các bạn ấy chẳng đi, các bạn ấy mắc vào nhau rồi. Trời ơi, cái chén nhau làm anh gì. Anh bám vào chân ốc. Đi từ từ thôi, anh em phải đi nhanh lên chứ. Cày thật các bạn ạ. Bám vào chân ốc với cả lũ rơi xuống. Đây rồi, người ngoài hành tinh. Biết ngay mà. Lần nào anh cũng bị người ngoài hành tinh bắt. Ê, trong shop có đồ nha các bạn ơi, mình có thể mua bằng coin hả? Nhưng mà cái coin của mình
nó không được các bạn, không được. Ok, bấm cho cái nút nó tức giận. Mua bằng coin cũng không được nữa, get the lên top đỉnh. Lên trên đỉnh thôi. Đấy, cứ bị mắc thôi các bạn ạ, khó chịu thật. Đừng có kiểu đừng có mà chen nhau là chết đó. Yeah, thắng rồi. Yeah, mình cũng thắng rồi, mình còn ăn được xu. Vỗ tay. À, hai bạn này không ăn xu à? Ốc tham lam thật. Mình bấm mẹ. Đi vào giữa. Yeah. Bên thành thắng. Ô bạn này không cần đi vào giữa vẫn thắng luôn. Ô bạn hack game. Hack game. Bạn ở ô khác. Look at the head. Cái đầu lại to rồi. Mình nhận ra là đầu to bằng quả nho là B Quy Thành, còn mình là đầu to óc mình to theo. Ốc đầu to óc bé hơn quả nho ấy. Bé hơn cái gì? Ê, nếu mà em là đầu quả nho thì anh là đầu hạt nho. Đi à, đi nước dâng lên rồi đấy, ở đấy mà bốc phét. Đang nhảy cũng đi người bốc phét là B Quy Thành chứ mình đã kịp nói gì đâu. Wow, anh nhảy lên mượt mà thế còn không được các bạn ạ. À, có bạn nào sống không? Không có bạn không nào. Không có bạn nào sống hết. Ô cái gì đấy? Ông bị gà úp bạt vào rồi. Cứu tôi. Leo lên thang nghe lava dâng. Cái này đơn giản, anh lấy hết tiền luôn. Ô bạn kia leo như điên luôn. Bạn kia leo như điên luôn. Vừa nãy em cũng leo được như thế đấy, có những đoạn ôi, lava. Xong đời. Anh chạy kịp rồi các bạn ơi. Thắng rồi. Yeah. Tức giận đi. Nó đang mưa taco. Cơn mưa bánh taco. Hãy cẩn thận. Đừng có rơi vào tôi. Tôi không biết gì đâu nha. Ui ôi. Trông nó rơi cứ tưởng rơi vào mình. Ôi. Không ai sống luôn à? Trời ơi, mình tham ăn su quá, nếu không mình đã tham ăn su là đứa bị ngu. Get it. Ủa sao vậy? Ủa không hiểu sao luôn. Bị ăn rồi. Con nốt kìa. Con nốt to nó ăn mình đúng không? Con nốt to. Ui back room. Đây. Sống mũi tên, sót trong các phòng sau. Mũi tên. Ô, đợi anh với. Ê đi đây vào đây mũi tên nè. Anh thấy rồi, đi. Ui không. Đấy ông ơi, đâu ơi bên này mà. Ui cậu bé bọt biển. Hả? Em gặp cậu bé bọt biển. Ừ, em gặp cậu bé bọt biển mà. Anh chẳng gặp cậu bé gì cả. Ui giời ơi. Đây này, cậu bé bọt biển Nó ăn anh rồi. Nó đang đuổi em, không được. Đừng. Anh vẫn ở đây. Anh sập được spawn lại, anh giỏi đó. Không chạy được, con đấy chạy nhanh lắm. Rồi xong. Chạy sống sót thế nào được các bạn. Ôi, cố lên B Quy Thành. Bạn này có đang bay lơ lửng cơ. Ảo thật đấy. Cố lên. Ủa bây giờ đi ra kiểu gì không? Thì chỉ sinh tồn trong này thôi, khi nào hết sinh tồn thì chịu chứ biết sao giờ. Đừng để con kia nó nhìn thấy. Hình như chỉ có mỗi con cậu bé bọt biển thôi. Ồ. Nói chung bấm nút luôn. Nhấn vào giữa anh. Ôi. Yeah. Ôi mình nhảy. Chạm xuống thôi mà tại sao mình lại chạm? Nhảy giữa nhỉ? Rồi. Lừa rồi. Tại sao nhở? Game lừa thật các bạn ạ. Tức giận đi, cáu lên. Rồi. Vượt lên trước ốc. Đấy, sống thẳng thế rồi. Nào, đúng chứ nào. Anh lên trước nhất. Anh lên nhanh nhất. Sóng thần đến rồi. Ô, tôi kia, không sợ sóng thần đâu. Bạn kia bay từ trên trời thả bóng bay kìa. Ôi. Ôi bạn ơi. Bạn ơi. Yeah, thắng rồi. Rồi bạn bay xuống dưới, bạn hy sinh luôn. Ê, mình đứng đằng sau sóng thần luôn. Mình bấm nút luôn. Tức bấm giận đi luôn. U, bạn kia có đầu con cá kìa. Đầu to rồi. Đầu con cá. Mặt của bạn đâu, mắt bạn đâu, mồm bạn đâu. Hả? Bạn đội mũ con cá thôi chứ đội đầu con cá nào. Đây rồi, bấm cái nút. Cái gì vậy? Chơi chen trượt tuyết ông ơi. Ôi, bạn kia bị mắc rồi. Ủa, sao không chơi được? Để đang trượt nè. Đang trượt nè. Ốc rồi, em ạ. Tí rồi. Thế nào đây? Nó lúng đưa kiểu gì đây? Không điều khiển được. Ôi, bay, đứa nào đâm đây? Đứa đâm vào tôi đây, trời ơi. Ủa, tôi lại ngồi yên ở đây luôn. Vậy là anh sống các bạn ạ. Bên anh sống. Con tó nó nhảy, con tó ấy. Con chó nhảy buồn cười quá bạn. Nãy mình bị bạn nào đâm vào á. Anh mắc vào kia phát, anh sống luôn các bạn ạ. Đầu to quá nặng. Không, vậy là không trôi được. Không trượt được đúng không? Đúng rồi. Bấm một cái đầu này. Tránh ra bạn đi. Tôi bấm một cái đầu này. Bấm đi. Bấm một cái đầu cho tức giận. Ui lại trượt tiếp.
Ồ, lần này ốc cố gắng sống nhau nhá. Em sẽ cố gắng. Yeah, mọi người đang trượt, mọi người đang trượt. Tránh ra. Ồ kìa, ui trời, mắc rồi, mình bị mắc rồi. Mình lại ngồi im rồi các bạn ơi, mình ngồi im. Yeah, bay tới đâu luôn, yeah. Bay ngoài vũ trụ rồi còn dê. Trượt lên đường trượt còn một mình. Ôi. Vậy là ốc thắng à? Ô tô, cái ô tô tông. À, ông bị ô tô tông các bạn ơi. Ông bị ô tô tông. Cười không chịu được các bạn ơi. Ốc chạy không kịp. À, Shrek bắt ra. Shrek bắt ai à. À, cười người hôm sau không trong người à, cười. À, Shrek bắt rồi. À, đùa bắt em. Shrek bắt em là xinh gái nhất đây. À, Shrek bắt ông phải làm người yêu đi. Không, Shrek đừng bắt em, yeah. Shrek không bắt ông đâu. Ông sinh tồn khỏe mà. Ui, laser. Tia laser rất nhiều luôn các bạn ạ, cẩn thận. Trò này dễ hả? Ờ, đứng này sao còn sống luôn. Đấy, buồn cười quá. Bấm đi ốc, còn có 3 đứa thôi. Tức giận đi. À, lại trượt. Lại trượt hả? Ốc đâu nhỉ? Anh. Đằng sau anh á, sau anh. Ốc ơi. Đâm vào bên Quý Thành, đâm vào bên Quý Thành. Ui. Đồng tông nào sao được vào không anh. Không đâm, không đâm được. Đâu, ốc đâu. Ôi, bên Quý Thành, thôi, nhảy ra. Anh nhảy ra. Ờ. Ông nhảy ra muộn quá. Ông nhảy ra bay rồi kìa, ông xíu. Anh thắng rồi. Yes. Anh ờ, còn 2 đứa mình thôi hả? Còn 2 đứa mình thôi, làm vài ván nữa chúng ta sẽ nghỉ các bạn ạ. Mọi người từ bỏ cuộc chơi rồi. Cái nút nó quá tức giận. Mọi người quá xì chết. Đây là ông ơi, quả này em sẽ không kịp đâu, anh kịp đấy. Không, em ôi, kịp. Tới mông ốc rồi. Em cũng kịp, em tới cũng kịp, kịp rồi, kịp rồi, kịp rồi. Yeah. Chúng ta, gì nhỉ? B Quy Thành và ốc, chúng mình có nhau. Vừa nói chúng mình có nhau, bấm vừa hai đứa đi luôn à. Để anh bấm cho. Em điền. Điền, con chẳng chơi đâu. Chúng mình không có nhau. Không chơi nữa đâu. Cục đi. Chúng mình, tốt nhất không nên chơi với nhau nữa. Đi xuống, nhảy xuống. Đây đây, ốc ở bên này. Thôi, lava gì dâng lên chết toi rồi. Ủa là sao? Vẫn không hiểu lắm các bạn ạ. Ừ. Đấy, mình cũng không hiểu vì sao mình hai đứa mình hy sinh luôn. Đây. Ai biết đâu, ai biết. Ốc bấm đây à. Đó là có bom. Ốc ơi, em bấm kia có bấm. Chạy đi đâu được, đúng không? Nổ cả map đấy mà. Lại trượt tuyết, ốc đâu, ốc đâu. Ốc đây nè, ở ngay dưới anh nè. Anh nhảy, anh trèo với ốc ơi. À, không được rồi. Ê. Ông nhảy ra đi ông ơi. Ông bị tông. Ông bị tông. À. Ông bị tông kìa. Hết rồi, hết rồi. Thì sắp nhảy được vào cái xe của ốc rồi nhưng mà không được kịp các bạn ạ. À. Thôi không sao. Ồ có một bạn nữa vào này. Ồ, ốc ơi em bấm nhanh thế ốc. Em bấm nhanh để cho mọi người bất ngờ. Ôi thôi sao vẫn chết nhở? Mình đấy nhảy nha các bạn nhá. Tụi mình. Đó nhảy vào giữa vẫn hy sinh. Hình như mình chạm một tí vào ấy thôi. Rồi bấm. À toàn rồi. Mình đi thật xa. Đi thật xa. Nó nổ rồi. Yeah, đi xa là không sao mà. À ok. À, Shrek. Chạy đi, tôi bấm phải Shrek rồi mọi người ơi. Ôi nó bắn lên kìa. Ôi Shrek ơi đừng dí em. Ôi em tự nhảy ra ngoài mà. Đồ ăn hại. Để Quý Thành phế. Quý Thành sợ quá sợ. À, cái gì vừa vào bị sợ đánh bắt mốc cổ ơi. Yeah, ông chơi hay quá các bạn ơi. Khuôn mặt Mimi tức giận có laser. Nó lừa các bạn ạ, khỏe thế. Bấm luôn, jump màu on the green. Nhanh vào xanh lá cây, ông là đi. Đúng rồi. Tiếp theo là màu gì đây? Tiếp theo là một màn mới các bạn ơi. Màn mới, tức giận đi. Ôi. Động đất à? Động đất là mình phải... ngã sấp mặt luôn. Động đất là phải ngầu. Ôi giời. Ôi bạn kia hy sinh luôn mà. Tào lao thật sự ấy chứ. Tức giận đi, tức giận đi. Cái nút tức giận đi. Bấm một cái nút cho tức giận này. Get down đi xuống. Nè đi xuống đi. Ủa. Không ai sống được luôn các bạn ạ. Cái đoạn đấy đi kiểu gì á. Vì không thuộc map, không biết map. Đúng khó luôn. Rồi, click now. Cái gì đấy ốc? Đường hầm, đường hầm. Bắc cua. Dangerous hill. Ôi, đá lăn. Ok. Ây, dẫm vào đầu nhau rồi. Bên mình chết tòi.
Ai chê Bê Quy Thành, khác gì đâu, cũng chết như nhau thôi. Chán luôn mà. Rồi các bạn ơi, video này khá là dài, chắc bây giờ tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Và các bạn có thể rủ bạn bè ở đây để làm cái nút cho nó tức giận. Ví dụ như bấm vào mặt đang cười, tức một phát. Thế là lại chui vào backroom và chúng ta sẽ phải tìm cách sống sót ở trong cái phòng backroom này. Như kiểu một cái mê cung, nhưng trong này sẽ có một con quái vật đuổi chúng ta. Không biết là con gì, chắc vẫn là con bọt biển. Nó có mũi tên chỉ mình chạy theo hướng này. Ồ, nhưng mà mình thấy có một con gì đấy ở đây, phải các bạn thấy không? Cái gì vậy? Hay là đồng xu nhỉ? Ồ, nó chỉ là đồng xu thôi các bạn ơi. Ôi ôi, bọt biển. Thôi tạm biệt các bạn. Mình đang bị hù. Ốc bị hù, ốc giật mình các bạn ạ. Đúng rồi, ốc đi vào cái đấy là một cái đường nó khá là hẹp. Và tất nhiên rồi, bọt biển xuất hiện. Thế thì anh sẽ kết thúc ván này bằng việc anh thấy cửa. Mông ốc rồi, ốc cửa ơi. Cửa ra, cửa ra, cửa ra. Vào đây nhanh lên, cửa ra đây, cửa ra đây. Ủa, thì gặp ốc phát thấy cửa ra luôn. Ơ, không phải cửa ra, cửa này hết mở được luôn, không mở được. Ra đâu mà ra, ra bằng niềm tin. À đây, 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 đây. Đây à? Đây đi này, đi này, đi này, đi này. Em đi trước đi, bọt biển bắt em đi. Hai đứa tự nhiên đang bỏ sắp kết thúc video lại chui vào backroom hoái cả mắt các bạn. Ờ, thôi chúng ta sẽ nốt backroom đi. Rồi các bạn ơi, chắc là bây giờ tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi nha. Hẹn gặp lại bạn video sau. Bye. Đừng làm cái nút nó tức giận nha, không là bạn sẽ bị tròn đó. Bye bye.